Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề thị trường forex, bọn bao lỗ và đảm bảo lợi nhuận đi lừa con mồi. Thị trường forex biết bao nhiêu cạm bẫy, cùng với đó là rủi ro đầy rẫy ra, cũng như lừa đảo đánh vào lòng tin của biết bao nhà đầu tư forex từ mới cho đến cũ. Các giá trị trên thị trường forex này thì không thấy chứng minh giá trị thực tiễn, song những mánh lưới đê hèn để lừa đảo nhà đầu tư forex thì trùng trùng điệp điệp bủa vây nhà đầu tư. Bổn cũ của những kẻ lừa đảo cũ, những kẻ đạo đức giả trên thị trường được soạn đi soạn lại dưới nhiều hình thức để thu hút nhà đầu tư forex, trong đó phải kể đến là chiêu đảm bảo lợi nhuận và bao lỗ cho nhà đầu tư forex. Song thực tế, trước khi nhà đầu tư forex tham gia hoặc xuống tiền, sự đảm bảo lợi nhuận này và bao lỗ này còn giá trị. Còn xuống khi đã xuống tiền rồi thì tiền tài khoản ra đi, thì mọi giá trị của đảm bảo sự lợi nhuận và đảm bảo thua lỗ tự nhà đầu tư phải gánh chịu. Đi một vòng các diễn đàn, các nhóm và biết bao nhiêu nơi đều hô hào rất hay về giá trị huy động của đầu tư forex đảm bảo lợi nhuận và bao lỗ này. Bản thân nhà đầu tư forex đã khi nào đánh giá và nhìn nhận rõ giá trị đúng của đầu tư, cũng như thấy rõ được sự chứng minh về năng lực thực tiễn hay chưa? Hay chính nhà đầu tư chỉ thấy bánh vẽ về lợi nhuận của chúng cùng với những cam kết ảo, để rồi bản thân ảo tưởng lao vào, đến khi xảy ra sự việc đem đi mà kiếm mà kiện mà và tìm chúng mà đòi đòi tiền với giải quyết về các vụ cam kết đảm bảo lợi nhuận và bao lỗ trước khi tham gia đã ký kết giữa hai bên. Trò trẻ con về đảm bảo lợi nhuận và bao lỗ này chỉ thúc được những người mới vào thị trường hoặc những nhà đầu tư forex chưa hiểu rõ về thị trường mà thôi. Nên nhớ rằng chỉ có chính bản thân nhà đầu tư mới là người quyết định và định đoạt cái giá trị cho bản thân mình mà thôi. Trần Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com.